lá vàng nhiệm màu. Mẹ Maria hằng cứu giúp thế nhân khổ đau. Một ngày xưa trong chốn rừng sâu, khi cha ông chúng con nguyện cầu, mẹ hiện ra nâng đỡ uy an qua tháng năm đầy khó nguy vô vàn. Trong ơn lành ngày xưa ấy nơi rừng lá vàng mẹ đã hiện ra. Ngày xưa ấy nghe lời kêu ban mẹ giúp ngàn dân, và ngày nay con khấn xin mẹ ban xuống muôn hồng cũng cho nhân trần. Hồng phúc cho nhân trần.